Các trường hợp hàng hóa bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu, đây là nội dung nổi bật tại Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017, được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017. Theo đó, hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau thì bị áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu: liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép nhập khẩu của cơ quan nhà nước, gây nguy hại đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, gây nguy hại đến môi trường, đa dạng sinh học, có nguy cơ cao mang theo sinh vật gây hại, đe dọa an ninh lực lượng, nền sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, luật cũng quy định hàng hóa bị cấm xuất khẩu trong các trường hợp sau: liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép xuất khẩu của cơ quan nhà nước, bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Thêm nhiều đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đây là nội dung mới nổi bật được quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo đó, ngoài những đối tượng được quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, người được trợ giúp pháp lý còn bao gồm: người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân có hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV.